Hello, xin chào các bạn. Ở đây mình đang có hai chiếc iPhone 15 Plus đều có màu hồng và đều có dung lượng 128GB. Tuy nhiên thì chiếc bên tay phải này của mình lại rẻ hơn chiếc bên tay trái này của mình đến 7 triệu đồng. Đó là bởi vì đây là chiếc iPhone 15 Plus Lock. Nó là phiên bản bị khóa mạng và mặc định nó không sử dụng được SIM của nhà mạng Việt Nam. Và để sử dụng được SIM nhà mạng Việt Nam thì chúng ta sẽ phải sử dụng kèm theo SIM ghép giống như thế này. Tuy nhiên thì kể từ các đời iPhone 14 thì Apple đã loại bỏ hoàn toàn ổ SIM vật lý cho các mẫu iPhone đến từ thị trường Mỹ. Cho nên chiếc iPhone 15 Plus này sẽ phải qua một bước nữa, đó là độ SIM về CNC. Và sau đây mình sẽ cho các bạn xem toàn bộ quá trình độ SIM về CNC chiếc iPhone 15 Plus này trước khi đến tay khách hàng. Và như các bạn thấy thì đây là chiếc iPhone 15 Plus Lock Mỹ và nó sẽ không có khe SIM như các mẫu iPhone ở các thị trường khác. Bây giờ mình sẽ dùng chiếc máy CNC để CNC một cái khe cắm SIM trên sườn máy. Lúc trước mình có quay nhiều video về quá trình CNC này và có nhiều các bạn thắc mắc là CNC như vậy thì có bị lọt bụi vào bên trong hay không. Thực ra thì trong suốt quá trình máy CNC chạy thì tụi mình có sử dụng máy hút bụi để hút liên tục. Mình chỉ dừng máy hút bụi lại một chút để quay video cho đỡ ồn mà thôi, rồi sau đó lại hút tiếp. Mà sau khi CNC xong thì tụi mình còn phải tháo máy ra để độ SIM nữa, nên đảm bảo là máy sẽ được vệ sinh sạch sẽ nha các bạn. Và đây là khe SIM sau khi được CNC. Mình sẽ ướm thử khe SIM và xem là nó vừa hay chưa, và sau đó đưa cho các bạn kỹ thuật độ SIM bên trong. Bây giờ máy sẽ được các bạn kỹ thuật tháo ra và độ SIM bên trong. Để tháo iPhone 15 thì cũng giống như iPhone 14, chúng ta sẽ tháo phần nắp lưng máy ra trước. Và cái việc đầu tiên sau khi tháo nắp lưng đó là dán bảo vệ camera để tránh bị bụi và sức ống kính. Các bạn có thể thấy đây là khu vực gắn ổ SIM. Apple sử dụng một ổ SIM giả để lấp đầy khu vực này. So sánh một chút, ổ SIM giả với ổ SIM vật lý sẽ được thay vào. Kích thước của hai ổ SIM này hoàn toàn giống như nhau. Sau đó các bạn kỹ thuật sẽ đưa máy dưới kính hiển vi để câu các chân SIM. iPhone Lock hiện nay có hai loại, một loại là đã được thợ độ SIM về CNC sẵn từ các nhà máy bên Trung Quốc và một loại là máy nguyên zin. Thì tụi mình ưu tiên nhập máy nguyên zin về để tự tay CNC, đảm bảo chất lượng cũng như là giá máy bán ra được tốt hơn. Quay lại thì các bạn cũng đã làm xong. Bây giờ chỉ cần lắp ổ SIM vật lý vào và ráp toàn bộ các linh kiện còn lại vào máy. Phần keo kháng nước cũ bên mình sẽ gỡ bỏ và thay mới hoàn toàn. Phần keo cũ sau khi tháo máy tuy vẫn còn độ kết dính nhưng sẽ không còn đủ tốt nữa, nên là tụi mình sẽ không sử dụng lại. Cuối cùng là vệ sinh toàn bộ máy bên trong một lần nữa. Mặt lưng và kính camera đảm bảo sẽ không có một hạt bụi nào. Cơ bản là đã hoàn tất, gắn lại lắp lưng và vặn ốc đuôi nữa là xong. Các bạn kỹ thuật sẽ kiểm tra máy xem đã nhận SIM chưa. Máy này bên mình độ ổ hai SIM vật lý nên là sẽ kiểm tra cả SIM mặt trên và SIM mặt dưới. Thì như các bạn thấy thì máy đã nhận cả hai SIM và lên sóng. Như vậy là tụi mình vừa mới CNC về độ SIM chiếc iPhone 15 Plus này xong. Bây giờ mình sẽ quay lại gần cho các bạn xem chi tiết chiếc iPhone này. Và đây là khe SIM trên iPhone Lock vừa được CNC và độ SIM xong. Còn đây là khe SIM trên iPhone quốc tế đã có sẵn. Thì các bạn có thể thấy là tỷ lệ kích thước cũng như là vị trí của hai khe SIM này hoàn toàn giống nhau và tương tự như nhau. Và cái cách thức lấy SIM cũng giống như nhau, đó là dùng một cái khay gặp chọc SIM này và chọc vào cái lỗ này thì khe SIM sẽ nảy lên. Đây là chiếc iPhone 15 Plus của khách mua là full body và chưa acti, nên là mình chưa thể gắn SIM và kích hoạt lên cho các bạn xem thử được. Nhưng ở đây mình đang có sẵn một chiếc iPhone 14 cũng được CNC và độ SIM tương tự như chiếc iPhone 15 Plus này. Thì bây giờ mình sẽ gắn SIM thử cho các bạn xem nha. Với việc CNC và độ SIM thì bây giờ những chiếc iPhone Lock Mỹ đã có khay SIM mà có thể gắn được SIM ghép giống như thế này. Các bạn đưa SIM ghép vào máy và đợi một lát cho máy nhận SIM. Máy đã lên sóng và dữ liệu di động. Bây giờ các bạn có thể sử dụng để nghe gọi và vào mạng hoàn toàn bình thường. Ngoài việc bị khóa mạng và hạn chế về SIM nhưng đã có giải pháp khắc phục thì mọi tính năng và mọi ứng dụng trên chiếc iPhone Lock này đều sử dụng như máy quốc tế. Vậy thì với việc rẻ hơn 7 triệu, thậm chí là chiếc iPhone 15 Pro Max Lock này của mình còn rẻ hơn máy quốc tế lên đến 10 triệu đồng thì vẫn đáng để mua và sử dụng phải không các bạn? Và bạn nào đang có nhu cầu mua máy hoặc có nhu cầu độ SIM và CNC thì hãy liên hệ với bên mình. Dịch vụ bên mình bảo hành 6 tháng và hỗ trợ sử dụng lâu dài. Và tụi mình là airshop.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.